Chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với kênh radio trực tuyến của Trung tâm Con người và Thiên nhiên. OECM, một cơ hội mới cho bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam. Nguồn: Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế. Công ước đa dạng sinh học mà Việt Nam là một thành viên đã công nhận các biện pháp bảo tồn khu vực hiệu quả khác hay OECM là phương thức bổ sung cho nỗ lực thành lập các khu bảo tồn chính thức. Điều này mở ra cho Việt Nam một cơ hội mở rộng và liên kết các mạng lưới bảo tồn của quốc gia. Khu bảo tồn tại Việt Nam Hệ thống khu bảo tồn chính thức được công nhận bởi Pháp luật Việt Nam là các khu rừng đặc dụng thuộc sự quản lý của Bộ Lâm nghiệp. Theo quyết định 1171 quy đề năm 1986, các khu bảo tồn này được chia làm các phân hạng y các vườn quốc gia và hai các khu bảo tồn thiên nhiên và các khu văn hóa, lịch sử và môi trường. Trong năm 1986, 7 vườn quốc gia, 49 khu bảo tồn thiên nhiên và 31 khu văn hóa, lịch sử và môi trường đã được thành lập. Năm 1999, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định mở rộng hệ thống rừng đặc dụng từ 1 triệu lên 2 triệu hecta. Điều này dẫn đến việc thành lập 10 vườn quốc gia, 53 khu bảo tồn thiên nhiên, 17 khu bảo tồn loài và sinh cảnh và 21 khu bảo vệ cảnh quan với tổng diện tích lên đến gần 2,3 triệu hectare. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định 1976 đặt mục tiêu đến năm 2020 mở rộng tổng diện tích rừng đặc dụng lên 2,4 triệu ha, khoảng 7% diện tích tự nhiên của cả nước và đến nay mục tiêu này cũng hầu như đã đạt được. Tuy nhiên, hầu như không có triển vọng nào cho thấy Việt Nam có thể đạt được mục tiêu 17% diện tích đất liền được bảo vệ vào năm 2020 như mục tiêu IG11 đã xác định đến năm 2020 ít nhất 17% diện tích trên cạn và vùng nước nội địa và 10% các vùng biển và ven biển, đặc biệt là các khu vực có tầm quan trọng đặc biệt đối với các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, được bảo tồn thông qua hệ thống quản lý hiệu quả và công bằng, đại diện cho các hệ sinh thái, liên kết trong hệ thống các khu bảo tồn và các biện pháp bảo tồn khu vực có hiệu quả khác, được lồng ghép kết nối với các cảnh quan trên cạn và trên biển rộng lớn hơn. Một trong những lý do quan trọng của việc giảm tốc độ mở rộng mạng lưới các khu bảo vệ là sự cạnh tranh về đất đai và nguồn nước phục vụ cho một quốc gia đang phát triển với 96 triệu dân. Một vấn đề khác là sự hạn chế của các nguồn tài chính có thể dùng cho việc quản lý các khu bảo vệ. Với nguồn lực mỏng và giàn trải, hiệu quả quản lý thấp, có rất ít động lực cho việc mở rộng thêm quy mô của hệ thống khu bảo vệ OECM tại Việt Nam. Mục tiêu IG11 đề cập đến biện pháp bảo tồn khu vực hiệu quả khác OECM. Và để hiểu khái niệm này, IUCN đã cung cấp tư vấn kỹ thuật cho các bên tham gia công ước đa dạng sinh học, trong đó có Việt Nam và từ năm 2018 đã thông qua định nghĩa sau về OECM. Một khu vực địa lý được xác định nhưng không phải là khu bảo vệ, được quản trị và quản lý theo những cách thức giúp đạt được các kết quả tích cực và bền vững về mặt bảo tồn nội vi đa dạng sinh học cùng với các chức năng và dịch vụ hệ sinh thái đi cùng, và trong một số trường hợp, giúp bảo tồn các giá trị văn hóa tinh thần kinh tế xã hội và các giá trị địa phương khác các ô là một cơ hội vừa để công nhận và đóng góp cho việc bảo tồn tính đa dạng sinh học bên ngoài các khu bảo vệ và cũng tạo động lực cho việc bảo tồn bên ngoài các khu bảo vệ thông qua việc xác định và hỗ trợ các ô Việt Nam là nơi có nhiều vùng cảnh quan nông nghiệp rộng lớn, trong đó có những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc những khu vực là đối tượng phục hồi hoặc tái thiết lập các chức năng hệ sinh thái tự nhiên nhằm mang lại các lợi ích về khí hậu hoặc đa dạng sinh học. Trong các cảnh quan này, có rất nhiều cơ hội để công nhận các OECM. Ví dụ một mục tiêu quan trọng của nghị quyết 120 năm 2017 là giảm việc thâm canh cây lúa nhằm cho phép tái tạo chế độ thủy văn tự nhiên và phục hồi các chức năng hệ sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long. Điều này mở ra khả năng chuyển đổi hàng trăm nghìn hecta ở vùng thượng đồng bằng chuyển đổi từ 2 đến 3 vụ lúa mỗi năm sang các loại hình sinh kế phù hợp hơn với lũ tự nhiên, ngoài việc tăng khả năng chống chịu đối với lũ và hạn. Việc này còn giúp phục hồi nguồn cá tự nhiên là giúp tăng cường đa dạng sinh học thủy sinh và đa dạng sinh học nông nghiệp. Ở Tây Nguyên, cũng đang cần có sự chuyển đổi từ việc độc canh cây cà phê sang các hệ thống sen canh nông lâm kết hợp bằng cách trồng sen với cây cà phê các loại cây ăn quả khác như sầu riêng, chanh leo hay bơ. Tổ hợp cây trồng này mang lại giá trị cao hơn và đòi hỏi ít nước hơn, qua đó giúp giảm thiểu sức ép của việc thiếu nước trong mùa khô nếu việc chuyển đổi này được kết hợp với việc bảo vệ nghiêm ngặt các diện tích rừng tự nhiên còn lại, sẽ có nhiều diện tích lớn có tiềm năng được công nhận là OECM do chúng mang lại các lợi ích cả về đa dạng sinh học và kinh tế xã hội. Ngay tại Hà Nội, OECM có thể là cơ hội để bảo tồn bãi giữa sông Hồng, một đảo phù sa bồi tụ khoảng 300 hectare nằm giữa dòng sông Hồng, như một trong những điểm xanh hiếm hoi còn sót lại của thành phố là nơi dừng chân quan trọng cho rất nhiều loài chim bộ sẻ di cư trong các đợt di cư mùa thu và mùa xuân. Trước đây, bãi này vẫn thường xuyên bị ngập và chỉ là nơi trồng chuối và một số loại hoa màu. Sau khi chế độ nước bị đập hòa bình điều chỉnh, nguy cơ lũ không còn nữa và đây có khả năng trở thành bất động sản có giá trị. Một vào công ty lớn đã quan tâm đến việc phát triển các dự án tại đây và cùng có thể lồng ghép OECM vào các kế hoạch phát triển này. OECM cũng tạo ra cơ hội để ghi nhận sự đóng góp mà các doanh nghiệp có thể tạo ra cho bảo tồn đa dạng sinh học. THM, một trong những công ty sữa tư nhân lớn nhất Việt Nam, hiện đang có một quỹ đất rất lớn tại tỉnh Nghệ An, trong đó có 50 ha của nhà máy đường Na Sư. Phần lớn diện tích các hồ nhỏ và chảng cỏ trong nhà máy hiện đang được bảo vệ với mục tiêu tái tạo các sinh cảnh tự nhiên, không sử dụng hóa chất, không cắt cỏ, cây gỗ chết được để nguyên trạng sự đa dạng về côn trùng và các loài chim đã tăng lên nhanh chóng do được bảo vệ tốt. Khu vực này có tiềm năng thành nơi để tái thả các loài rùa hoang dã đang bị suy giảm quần thể nghiêm trọng ngoài tự nhiên. Khu vực như vậy cũng có thể đáp ứng các tiêu chí OECM. xác định OECM một OECM cần phải đạt được bốn điều kiện sau: nó phải nằm ngoài các khu bảo vệ, cần có danh giới địa lý có thể xác định được và có cơ quan có thẩm quyền quản trị và chế độ quản lý bền vững nó phải mang lại kết quả bảo tồn đa dạng sinh học nội vi hiệu quả và có tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học lâu dài các điều kiện này đặt ra tiêu chuẩn tuân thủ cao để tránh việc các khu được quản lý kém với những giá trị đa dạng sinh học hạn chế cũng được coi là oecm vai trò tiềm năng của bộ tài nguyên và môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện đang quản lý hệ thống rừng đặc dụng quốc gia nhưng hệ thống này mới phù một tỷ trọng nhỏ diện tích đất liền trong khi còn nhiều vùng có giá trị bảo tồn cao chưa được bảo vệ hoặc chưa được công nhận là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học bộ tài nguyên và môi trường được giao trách nhiệm lồng ghép và thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học bên ngoài hệ thống rừng đặc dụng một trong những cách thức mà bộ tài nguyên và môi trường có thể thực hiện điều này là công nhận và báo cáo về các oecm khi đã có khung pháp lý cần thiết luật bảo vệ môi trường sửa đổi sẽ được trình Quốc hội vào năm 2020 và luật đa dạng sinh học là các cơ hội để định dạng OECM trong luật khi OECM đã được luật pháp công nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cần phải soạn thảo các văn bản quy định việc thực hiện, điều này có thể được triển khai bằng cách điều chỉnh các hướng dẫn cho toàn cầu mà IUCN đã soạn thảo cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Khi đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện OECM, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cần làm việc với các doanh nghiệp, các nhóm nông dân các ban quản lý rừng chính quyền các tỉnh và các cá nhân tổ chức đang quản lý các quỹ đất rộng lớn với các giá trị đa dạng sinh học để xác định các oecm tiềm năng này vai trò này sẽ dựa trên thế mạnh của bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan xây dựng và vận hành các tiêu chuẩn chứ không nhất thiết là với vai trò cơ quan quản lý đất đai qua việc thực hiện oecm bộ tài nguyên và môi trường có thể tăng cường đáng kể vai trò của mình trong bảo tồn nội vi đa dạng sinh học bằng cách bổ sung thay vì trồng chéo với hoạt động do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang chịu trách nhiệm. Tiếp cận này sẽ không chỉ giúp Việt Nam đáp ứng các cam kết bảo tồn với cộng đồng quốc tế mà còn cho phép bảo vệ thêm những sinh cảnh có tính đa dạng sinh học cao nhất nhưng lại đang bị đe dọa như các vùng núi đá vôi bị cô lập, các vùng đồng cỏ ngập nước theo mùa, các bãi bùn ven biển vốn đang có ít đại diện trong hệ thống khu bảo vệ chính thức hiện thời. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe mời các bạn đăng ký kênh radio để nghe thông tin cập nhật hàng tuần từ chúng tôi để có thêm thông tin về trung tâm con người và thiên nhiên xin mời các bạn ghé thăm website facebook hoặc youtube của chúng tôi